Hello, xin chào anh xe tải nhá. Xin chào bạn khủng long. Bạn bác xe tải ơi, hôm nay chúng ta sẽ có một nhiệm vụ rất là hay luôn này. Nhiệm vụ gì đó? Đó là chúng ta sẽ đi tìm kiếm chiếc xe đồ chơi nhá. Ok, bây giờ bạn khủng long hãy leo lên xe, hãy leo lên lưng của mình nhá. Mình sẽ chở các bạn đi. Ok. Mình đây, mình và bác xe tải đã tìm được những chiếc xe kìa, rất là nhiều luôn nhá. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem nhá. Ok, đầu tiên mình có một chiếc xe gì đây? Xin giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân nhé các bạn nhá. Bạn này có cabin màu trắng này, và chiếc thùng ca là cũng có màu trắng luôn, bên trong rất là rộng luôn này, rất là siêu to luôn nhá. Và bên cạnh đó là có hai chiếc đèn màu đỏ và màu xanh này các bạn ơi. Ê, ngầu chưa? Rất là ngầu luôn nhá. Di chuyển nhá. Và đây tiếp theo, mình giới thiệu các bạn, đó là một chiếc xe gì? Đó là một chiếc xe Ben nhá. Chiếc xe Ben của chúng ta có cabin màu vàng này, và chiếc Ben là màu vàng luôn nhá. Đây rất là ngầu luôn. Mình sẽ Ben thử cái lên cho bạn xem nhá. Đó, chiếc xe Ben của chúng ta có bốn chiếc bánh rất là to luôn các bạn ạ. Niềng xe là màu vàng luôn nhá. Ngầu chưa? Khoang cabin là màu đen luôn các bạn ạ. Ok, mình sẽ cho bạn đi về công trường nhá. Tiếp theo này, chúng ta có một chiếc xe máy múc bánh xích nhá các bạn nhá. Đó, chiếc xe máy múc của chúng ta rất là mini luôn, có toàn bộ đều là màu vàng rồi. Chiếc cần của chúng ta có màu vàng và chiếc bánh xích của ta là cũng có màu vàng đậm nhá. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đây là ống xả của chúng ta đây, rất là ngầu luôn các bạn ạ. Mình sẽ múc thử cắt các bạn xem nhá. Một múc này, hai múc nhá. Rất là ngầu luôn các bạn ạ. Ok, mình sẽ di chuyển bạn về công trường nhá. Pít 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 pít. Ok, hãy tiến sát vào đây. Đây của chúng ta có rất nhiều xe luôn này. Xin giới thiệu bạn, đây là một chiếc xe cứu hộ thang nhá. Chiếc xe của chúng ta có toàn bộ màu thân, vỏ và chiếc khoang lái của chúng ta đều là màu đỏ luôn các bạn ạ. Chúng ta có một chiếc thang màu trắng này. Bên cạnh đó chúng ta có 6 bánh nha các bạn nhá. 4 chiếc còi màu trắng các bạn ơi, rất là ngầu luôn nhá. Free re luôn nhá. Rất là ngầu luôn, City Team luôn các bạn ạ. Đó, có biển số là 32660 nhá. Rất là ngầu luôn. Ok, di chuyển nhá. Đây, tiếp theo. Xin giới thiệu bạn, mình là một anh khủng long. Đố các bạn biết anh mình là khủng long gì? Xin giới thiệu, đó là một con khủng long Gulliver các bạn ạ. Bạn này có những chiếc gai này ở sau lưng này, màu vàng luôn nhá. Có toàn bộ đều là màu xanh luôn các bạn ạ. Khuôn mặt trông rất là hung dữ luôn các bạn ạ. Mình sẽ đi về sở thú đây. Ok, tiếp theo chúng ta có một nhân vật gì nữa? Xin giới thiệu bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu nhá. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Ngầu chưa? Rất là to luôn nhá. Chiến chưa? Bạn này có cabin màu trắng này, chiếc cần của chúng ta màu trắng này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ok, di chuyển nhá. Và đây, chúng ta có hai anh gì đây? Đó là hai anh lợn này. Hai anh lợn luôn. Một anh màu hồng nhá và một anh màu hồng nhạt này các bạn ạ. Ok, mình sẽ cho anh chạy thử nhá. Anh này thì lại không có pin các bạn ạ. Ok. Đó, hai anh lợn nhá. Và tiếp theo, mình sẽ khui một món đồ chơi nữa này. Ok, anh Caramel hãy tắt cái chú lợn đi hộ mình nhá. Đợi mình sẽ khui anh xe này ra này. Một chiếc xe máy múc các bạn ơi, rất là mới luôn nhá. Xe của mình cực kỳ mới luôn. Đó, anh máy múc của chúng ta là có màu vàng các bạn ạ. Rất là xịn luôn. Niềng xe lại màu xanh luôn. Rất là chiến luôn nhá. Bạn này là nó có 4 excavator này. Đó, 4 for luôn nhá.
Bạn hiểu chắc nha, đây là hệ thống máy của bạn này, rất là ngầu luôn chưa? Ý, bánh xe quay rất là tít nha. Bạn này có cabin đằng trước màu vàng và khoang điều khiển đằng sau cũng là màu vàng luôn. Mình sẽ múc thử lại. Wow chưa? Xe này sẽ làm việc rất là hiệu quả luôn các bạn ạ. Ok, mình sẽ để sang bên này nhá. Và tiếp theo mình sẽ có một bạn nữa đây. Xin giới thiệu các bạn, đó là một bạn xe ben nhá. Xe ben của chúng ta đây. Xe ben của ta có cabin màu vàng và trước ben là màu đỏ luôn. Bánh của chúng ta là có màu xanh nhá, niềng xe màu đỏ. Wow, hệ thống khung sườn có màu xanh lá các bạn ơi, rất là đẹp luôn nhá. Mình sẽ lấy anh xe mới máy múc này múc thử cát lên cho bạn xem nhá. Wow, một múc này, hai múc nhá, rất là ngầu luôn. Ba múc nhá, bốn múc. Wow, rất là ngầu chưa, di chuyển nhá. Ok, đây xa xa còn rất là nhiều xe luôn các bạn ơi. Hãy tiến lại gần đây. Đó là một chiếc xe gì? Lại là một anh máy múc các bạn ạ. Anh máy múc của chúng ta là có màu xanh giống với anh máy múc kia nhá. Đó, chỉ khác một màu thôi các bạn ạ. Đó, và tiếp theo này, đằng xa này nữa có một chiếc xe nữa này. Wow, đó là một chiếc xe đây. Xin giới thiệu bạn, đây là một chiếc xe lưu nhá. Đấy, xe lưu của chúng ta đây. Có chiếc lưu màu đen này. Và hệ thống khoang lái là có màu vàng này các bạn này. Rất là đẹp luôn nhá. Ngầu chưa? Rất là xịn luôn nhá. Chạy tiếp cho các bạn ơi. Ok, di chuyển nhá. Và đây, xin giới thiệu các bạn một chiếc xe. Đó là một chiếc xe gì? Đó là một chiếc xe máy múc kiêm xe ben nhá các bạn nhá. Có hai chức năng luôn các bạn ạ. Đằng sau là có nhiệm vụ chở, còn đằng trước là có nhiệm vụ múc nhá. Bạn này có bốn bánh này, có cả bánh gà luôn nhá. Ngầu chưa các bạn ơi? Ok, mình di chuyển bạn về công trường nhá. Tiếp theo, mình có một nhân vật rất là to luôn. Xin giới thiệu bạn, đó là một chiếc xe. Ngầu chưa? Một chiếc xe gì các bạn có biết không? Đó là một chiếc xe. Mình sẽ khui ra nhá. Đợi mình một chút. Chiếc xe của mình rất là mới luôn các bạn. Rất là nhiều băng dính luôn, được bảo quản rất là kỹ nhá. Chiếc xe của mình đây. Wow, một chiếc xe giống kiểu xe container các bạn ạ. Trên lưng của bạn ấy là chở một anh xe, pháo tên lửa này. Và đây là một chiếc xe, đằng sau là một chiếc gì đây? Đó là một chiếc vòi cứu hộ nha các bạn nhá. Ê, ngầu chưa? Đó, bạn này có một màu sữa nhá. Đó là màu vàng sữa các bạn ạ. Rất là nhiều bánh luôn. Ok, rất là đẹp nhá. Đây là hệ thống phun nước đây. Đó, chiếc xe của mình rất là đẹp luôn nhá các bạn nhá. Đây là khoang cabin này, bên trên này có hai chiếc vòi này. Màu xanh luôn nhá các bạn nhá. Hệ thống phun nước của mình cũng có bộ phận màu xanh luôn. Đây là quả tên lửa của chúng mình đây. Đẹp chưa? Ok, rất là ngầu luôn nhá. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Ok, bye bye.